Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ gì ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty cổ phần Techstar Việt Nam. Ngày hôm nay cũng là một trong những dịp mà cận kề Tết Nguyên Đán rồi, thì bên công ty cổ phần Techstar Việt Nam em sẽ lại tiếp tục lên sóng những combo để giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm hay, những cái combo sản phẩm mà các bác có thể lựa chọn làm sao mà nó phù hợp với những không gian của nhà mình và phù hợp với tài chính của nhà mình. Ngày hôm nay em sẽ bật mí cho các bác một cái chương trình khuyến mại phải nói là siêu sốc để giới thiệu cho các bác có thể lựa chọn mua những cái sản phẩm ở trong cái dịp này thì chúng ta sẽ được khuyến mại, được sale rất là nhiều nhân cái dịp mà Tết Nguyên Đán 2024. Thì bên em sẽ lên sóng liên tục cho các bác những cái combo sản phẩm mà bên em sẽ sale siêu sốc để các bác có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp và những cái sản phẩm mà chất lượng mà lại được ưu đãi rất là lớn trong thời gian này nhá. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một combo sản phẩm mà các bác có thể sử dụng trong nhà, ngoài ra thì các bác còn có thể sử dụng trong những cái buổi event, có thể mang ra ngoài không gian ngoài trời cũng như là những cái không gian mà rộng
để mình sử dụng cho những cái buổi tiệc tất niên công ty hoặc là những cái không gian mà lớn. Các bác có thể nhìn thấy ạ, đây là một set sản phẩm của thương hiệu Martin Audio. Đó, các bác nhìn thấy ạ, mỗi bên thì chúng ta sẽ có một combo, một set như thế này, bao gồm đó là một đôi loa full Blacklight X12 của thương hiệu Martin Audio. Và ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có một chiếc subwoofer cũng của thương hiệu Martin, mã series là Blacklight X115. Đây là một trong những chiếc sub mà 15 inch có cái thiết kế đẹp và có cái chất âm mà cực kỳ hay. Mã series Blacklight X12 này thì đây là một trong những mã mà mình phải nói là huyền thoại của thương hiệu Martin. Vì sao? Vì là nó được sử dụng mà trên thế giới, được sử dụng rất là nhiều. Cái sản lượng của series Blacklight X12 này thì phải nói là gần như là hàng đầu của thương hiệu Martin ạ. Mã series này được thiết kế rất là đẹp, các bác nhìn thấy ạ. Đó, đây là một vòng của series Blacklight X112. Đây, các bác có thể nhìn ra đằng sau. Ở đây thì chúng ta có, em sẽ tháo cái giắc loa ra một chút để các bác nhìn kỹ hơn được cái chi tiết cái mặt pick ở đằng sau này. Chúng ta có thể thấy logo của Martin này, mã series Blacklight X này. Ở đây chính là mã X12. Đó, Design in England by Martin Audio. Đó, và đằng sau này chúng ta sẽ có một cái cổng input và một cổng ninh. Các bác thể nhìn thấy đây ạ. Đây là một trong những cái thiết kế mà cái mặt lấy căng mà em thích nhất trong tất cả những cái dòng loa hiện giờ ở trên thị trường mà bên Texas đang phân phối các bạn. Cái căng này các bác có thể thấy là người ta thiết kế nó bo viền rất là gọn, đẹp mà nó không có một con ốc nào cả. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây ạ. Đây là một trong những cái thiết kế mà em phải nói là rất ưng của cái thương hiệu Martin Audio Blacklight X12 này. Đó. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có những những con ốc để cho các bác có thể treo ngang hoặc là treo dọc cái chiếc loa này. Blacklight X12 thì cũng như là Blacklight X15 thì sẽ có những cái hệ thống mà ghép mặt vào, bắt những cái con ốc ở bên phía bên dưới này và bên trên để chúng ta ghép vào, như kiểu mình hãy nói nôm na là ghép xòe quạt đấy, để chúng ta đánh cho những cái không gian lớn ví như là lao pop hoặc là ba vũ trường đấy, thì mình sẽ ghép chia từng cụm thì mình sẽ ghép được sát vào với nhau này. Các bác có thể thấy thì bên em đã thi công cái vũ trường là ETH ở Hòa Lạc, thì bọn em đã ghép những cái chiếc loa này vào cùng với nhau thì chia theo từng cụm, nhưng mà ở trên đấy thì bọn em sử dụng là Blacklight X15. Đấy là series mà nó to hơn cái mã Blacklight X12 này. Phần bên dưới này thì chúng ta sẽ có thể thấy ạ. Ở cái dưới chiếc loa full thì chúng ta sẽ có một cái lỗ để chúng ta cắm cái cọc chân sắt này lên. Ở bên dưới này thì của chiếc súp thì chúng ta sẽ cũng có một cái khay để cắm cái cọc sắt này để ghép thành một cái set rất là đẹp. Dưới cùng đây thì chúng ta có mã subwoofer Blacklight X115. Các bác có thể nhìn thấy đây, đây là một chiếc súp mặt và lỗ, chúng ta có bốn cái lỗ thông hơi ở bốn góc này. Với thiết kế của chiếc subwoofer này thì các bác có thể thấy nhìn nó rất quen thuộc. Là vì sao? Vì là cái mẫu súp này thì được, mình phải nói là bị rất nhiều những cái hãng mà China ấy, người ta copy. Bởi cái chất âm ở chiếc súp này đưa ra nó phải nói là nó rất ảo. Nó tuy là nhỏ nhưng mà cái áp lực nó ra rất lớn, nhưng mà nó lại rất là mềm mại, uy lực. Đó, các bác thấy ạ. Hai bên này thì chúng ta cũng sẽ có những cái tay sách để cho các bác có thể di chuyển chiếc súp này nó dễ dàng hơn. Và combo của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ bao gồm là hai set này, có nghĩa là hai bên, để cho chúng ta phục vụ cho những cái không gian mà lớn, những cái tiệc event ở trong nhà, không gian lớn cũng như là ngoài trời, để đáp ứng được cho chúng ta là cái áp lực và cũng như là cái tiêu chuẩn về âm thanh. Điều tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái hệ thống mà tủ máy cũng như là hệ thống xử lý tín hiệu ở đây chúng ta sẽ dùng như nào nhá. Các bác có thể nhìn qua một vòng về cái chiếc tủ máy em sử dụng ở đây.
Các bác có thể thấy cái điều gì mới ở đây không ạ? Em sẽ giới thiệu ngay với các bác. Đầu tiên đó sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái điều mới nhất ở đây đó chính là chiếc âm ly. Ở đây em sử dụng một trong những series âm ly mà mới nhất được đưa về showroom của Texa Việt Nam. Đó chính là một chiếc âm ly 4 kênh X4 1300. 4 kênh, mỗi kênh 1300W. 2 kênh dùng cho 2 chiếc loa full và 2 kênh dùng cho 2 chiếc loa sub. Ở đây chiếc âm ly này sử dụng đó chính là nguồn Class D, thì sẽ mang lại cho chúng ta một cái hiệu năng nó vô cùng là tối ưu. Một chút nữa thôi em sẽ test cái chất âm của hệ thống loa mặc tin này sử dụng khi mà dùng cái chiếc âm ly X4 1300 nhá. Tiếp theo ở phần phía bên trên chúng ta sẽ có một bộ micro của thương hiệu Beyer. Đó chính là mã series M5800. Đây cũng là một trong những mã series mà mới của thương hiệu Beyer. Bên em đã sử dụng trong rất nhiều những công trình mà sử dụng loa như là Nexo, HK thì em đều sử dụng cái mã micro này. Ngoài ra thì các bác có muốn sử dụng thêm những cái sản phẩm micro cao cấp hơn nữa như là Sennheiser hay là Shure thì bên em đều có, đều phân phối, thì cái phần micro này thì các bác có thể tùy chọn. Đấy, còn bọn em mà thường xuyên sử dụng nhất đó chính là mã series Beyer này. Tiếp theo ở phần bên trên đây thì đó chính là xử lý tín hiệu, hay chúng ta còn gọi đó là vang số, thì em sẽ sử dụng đó chính là series KX180 của thương hiệu JBL. Mã series JBL KX180 này là một trong những chiếc vang số mà phải nói là rất hay đấy ạ. Và em cũng đã test rất kỹ cái sản phẩm của JBL KX180 này, thì hiện nay thì em sẽ sử dụng trong combo ngày hôm nay, em sẽ sử dụng chiếc vang số này. Và tất nhiên rồi, trên cùng thì chúng ta sẽ có một chiếc quản lý nguồn S108A. Và cả combo của chúng ta ngày hôm nay bao gồm tất tần tật những cái sản phẩm như em giới thiệu vừa rồi, cộng thêm với cả một chiếc tủ ABS cùng với hệ thống phụ kiện dây jack đi kèm nữa, thì tất tần tật cũng chỉ loanh quanh vào chưa đến 200 triệu. Nếu như mà áp dụng trong cái chương trình khuyến mại siêu sốc từ giờ đến Tết Nguyên đán thì nó còn rất nhiều những cái phần quà mà hấp dẫn nữa đi kèm theo. Khi mà các bác có nhu cầu mà mua cả combo của chúng ta thì bên em sẽ có những cái phần quà mà vô cùng đặc biệt dành cho các bác khách hàng mà khi mình mua cả combo sản phẩm nhá. Và bây giờ thì em sẽ đi test cái chất âm của cái hệ thống combo này của chúng ta để các bác cùng nghe, cùng thưởng thức và cùng xem nó chất lượng như nào nhá. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Thank you.
được em ở nơi cuối mây, để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vậy. Đừng khóc nữa khi con tim không còn say, đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được tỏ bày. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Này trời xanh con không có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được tỏ bày. Dẫu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Người dẫu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Chào thời gian này anh theo em thôi xin.
theo ai. Hỏi tay lắm không hiểu thôi. Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp, tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 97 96 96, 0933 469 555 hoặc truy cập website techsound.vn.